Quý vị thân mến, một trong những người đã dành cả cuộc đời để cống hiến và hoạt động cách mạng làm chính trị, đó là luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Trong video này, mời quý vị hãy cùng tìm hiểu thêm về cuộc đời của ông, sự tận hiến cho nhân dân của nhà trí thức yêu nước này để hiểu rõ hơn và trân trọng hơn những gì ông đã cống hiến cho Tổ quốc, cho hòa bình tự do chúng ta có được. Ba lần tổ chức giải thoát luật sư Nguyễn Hữu Thọ khỏi nhà tù Ngô Đình Diệm. Từ cuộc đời bí ẩn đến công khai hoạt động trong lòng địch. Cuộc đời luật sư Nguyễn Hữu Thọ được sinh ra tại Long An, được biết đến với những lần bí ẩn hoạt động đến khi công khai trong lòng địch. Năm mới 11 tuổi, ông được gửi sang Pháp học. Đến năm 1933, tốt nghiệp trường luật, ông về nước hành nghề luật sư. Luật sư Thọ nổi tiếng ở Sài Gòn và các tỉnh Nam Bộ bởi vì ông là một luật sư có cảm tình về kháng chiến, đã từng dám đứng ra trước tòa đại hình để bảo vệ công khai các cán bộ Việt Minh. Ông đã từng biện hộ thành công cho nhiều nhân vật kháng chiến cứu nước nổi tiếng lúc đó. Cách mạng nhìn nhận thấy tầm quan trọng của việc có luật sư trong đội ngũ cán bộ của mình. Tại trụ sở của Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ giữa Đồng Tháp 10 đã diễn ra một cuộc hội ngộ tay bắt mặt mừng của vị luật sư lừng danh với người bạn cũ của mình là luật sư Phạm Ngọc Thuần. Người đầu tiên tiếp đón luật sư Thọ của cách mạng đó là nhà văn Đoàn Giỏi. Khi ấy, nhà văn Đoàn Giỏi là trưởng công an huyện Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho. Sau này ông tâm sự rằng, thời gian ít ỏi trong chiến khu đã cho tôi hiểu cuộc sống kháng chiến và đặt mình trước những suy nghĩ về bổn phận với đất nước. Mọi người trong kháng chiến sống đoàn kết bên nhau vì một lý tưởng cao đẹp. Không ai hỏi tôi một điều gì ngoại trừ việc chỉ cho tôi cần hành động trước sự hy sinh của đồng bào. Tôi nghĩ rằng là một trí thức có tên tuổi, có thể có đóng góp hành động của mình như một tấm gương cho giới trí thức Sài Gòn. Người bạn Phạm Ngọc Thuần đã căn dặn ông Thọ vào đêm cuối cùng rằng, ở Sài Gòn cũng là một chiến trường, hoạt động ngay trong lòng địch cũng là một nhiệm vụ quan trọng của kháng chiến. Sau khi từ chức chánh án ở Vĩnh Long, ông Nguyễn Hữu Thọ đã trở về Sài Gòn hoạt động công khai, hợp pháp trong phong trào yêu nước và mở văn phòng luật sư. Ông bắt đầu dần tiếp xúc với những người trong giới cách mạng, có thể kể đến như là ông Hoàng Quốc Tân là cháu nội kinh lược sứ Bắc Kỳ Hoàng Cao Khải. Hoàng Quốc Tân đã gia nhập Đảng Cộng sản Pháp từ hồi học luật tại Paris. Hoàng Quốc Tân trở về nước tham gia hoạt động theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và được Thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn bố trí phụ trách Ban Chí Vận hoạt động công khai giữa lòng Sài Gòn. Ban Chí Vận đã vận động trí thức Sài Gòn Chợ Lớn ra một bản tuyên ngôn kêu gọi chính phủ Pháp đáp ứng đề nghị đàm phán kết thúc chiến tranh của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Một cuộc biểu tình đã diễn ra vào ngày 19 tháng 3 năm 1950 chống can thiệp Mỹ. Hàng trăm nghìn người đã đổ xuống đường tham gia biểu tình. Dẫn đầu cuộc biểu tình không ai khác chính là vị luật sư nổi tiếng Nguyễn Hữu Thọ. Cuộc dấn thân vào hoạt động của ông đã chính thức bắt đầu, được cả Sài Gòn biết tới. Thực dân Pháp đã cho bắt ông ngay ngày hôm sau. Để cách ly ông, chúng đã đẩy ông lên tận bản Giáng xa xôi ở biên giới Lai Châu. Một thời gian sau, khi ông được thả, ông về lại Sài Gòn tiếp tục phong trào hòa bình với tư cách là phó chủ tịch. Ông đòi Mỹ, Diệm thi hành Hiệp định Geneva chống chế độ độc tài Ngô Đình Diệm. Ngày 15 tháng 11 năm 1954, ông lại bị Mỹ Diệm bắt cùng những người đồng chí khác và bị chúng đưa ra quản thúc tại Hải Phòng. Khi ấy, Hải Phòng đang bị kiểm soát bởi quân Pháp. Tiếp đó, địch đưa ông về lưu đày tại Phú Yên. Sau Hiệp định Geneva, Phú Yên lại thuộc vùng đất quản lý của địch trong thời gian chuyển tiếp 30 ngày. Chính quyền Diệm đã lợi dụng thời cơ này hòng biến Phú Yên thành nơi điển hình xóa bỏ sạch cộng sản. Bất chấp các điều khoản Hiệp định Geneva quy định, chúng tiến hành khủng bố lực lượng cách mạng. Việc giải thoát cho luật sư Nguyễn Hữu Thọ là cần thiết trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, nên đã có nhiều kế hoạch được đưa ra. Bởi sau nghị quyết 15 của Trung ương về cách mạng miền Nam, việc thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã trở nên bức thiết, nhưng người được Bác Hồ và đồng chí Lê Duẩn đề cử làm lãnh tụ tổ chức này thì lại đang bị giặc giam giữ tại Phú Yên. Nhiệm vụ giải thoát cho luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã được giao cho Đảng bộ Phú Yên. Đây là công việc vô cùng khó khăn, phức tạp và phải thật sự kiên trì. Thật may mắn rằng, đến lần giải thoát thứ 3 thì ta cũng đã đưa được luật sư ra căn cứ. Chúng ta cùng nhìn lại chi tiết kế hoạch giải thoát ông Nguyễn Hữu Thọ của Đảng bộ Phú Yên. Lần thứ nhất, vào tháng 9 năm 1960,
tỉnh ủy giao nhiệm vụ cho đồng chí Công Minh, bí thư huyện ủy Tuy Hòa 2 và đồng chí Tâm, cán bộ trinh sát ban quân sự tỉnh, đưa cơ sở vào thị xã, tìm bắt liên lạc với luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Họ đã vạch ra một kế hoạch rõ ràng như sau. Bà Thừa Hoàng, một cơ sở của ta ở thị xã, trực tiếp chuyển thư của giáo sư Phạm Huy Thông cho luật sư để làm tin. Theo kế hoạch đã định, thì luật sư Nguyễn Hữu Thọ sẽ đi xe đạp, vượt cầu Ông Trừ lên đường số 7, nay là quốc lộ 25. Đứng chờ đón luật sư tại chùa Núi Cam sẽ có một đội trinh sát. Sau đó, đưa ông đến Mả Bang Liềm ở bìa rừng. Tại đó, đã có một trung đội quân giải phóng chờ sẵn để hộ tống luật sư về cơ quan tỉnh ủy. Tuy nhiên, thì sáng ngày 11 tháng 9 năm 60, đồng chí Nguyễn Sự và Võ Thị Hồng Giác là cơ sở được giao nhiệm vụ đưa đường cho luật sư thì đã không may mắn bị địch bắt. Dù địch dùng nhiều hình thức tra tấn đồng chí Sự dã man nhưng đồng chí vẫn không hề khai báo. Do đó, chủ trương giải thoát luật sư Nguyễn Hữu Thọ của ta vẫn được giữ bí mật. Nhưng có vẻ như địch đã đánh hơi được nguy cơ quân ta giải cứu luật sư Thọ, nên chúng đã bí mật di chuyển luật sư lên giam giữ ở Củng Sơn, huyện Sơn Hòa. Ngày 20 tháng 12 năm 60, mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời, nhưng chưa có chủ tịch. Việc giải thoát cho luật sư Nguyễn Hữu Thọ càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Khu ủy cử đồng chí Tư Khiêm là khu ủy viên về tỉnh tìm phương pháp mới để giải thoát cho luật sư ra căn cứ. Thời gian này, luật sư vẫn đang bị giam tại sân bay bên cạnh quận lỵ Củng Sơn. Tỉnh ủy Phú Yên đã lập phương án tiến công chi khu quận lỵ Củng Sơn để giải thoát cho luật sư và được khu ủy khu 5 phê chuẩn. Để đảm bảo có được một trận chắc thắng, khu ủy tăng cường cho tỉnh một đại đội của tỉnh Đắk Lắk, một đại đội của tỉnh Gia Lai, một tiểu đội đặc công của khu có 6 đồng chí do đồng chí Ý phụ trách, một tổ đội đặc công Buôn Ma Thuột do đồng chí Hảo phụ trách, với một lực lượng đông đảo tham gia trận đánh Củng Sơn bao gồm đại đội 375 tăng cường một trung đội của huyện Tuy Hòa, một tiểu đội trinh sát do đồng chí Hoan phụ trách, một tổ đặc công do đồng chí Nguyễn Thanh phụ trách, 20 học viên của trường tỉnh đội. Tỉnh thành lập thêm một trung đội để bổ sung người vào trung đội thiếu của Gia Lai. Kế hoạch trận đánh Củng Sơn sẽ được thực hiện trong tháng 5 năm 61. Nhưng trong lúc đại đội 375 đang huấn luyện quân sự ở suối Ché, thì địch càn quét Buôn Ma Phu. Đại đội 375 lập tức nhảy vào hiểm nguy để giải vây cho Buôn Ma Phu. Trận này khiến đại đội 375 tổn thất nặng nên kế hoạch đánh Củng Sơn giải cứu luật sư thì phải tạm thời dừng lại. Nhưng ngay sau đó đại đội đã tiếp tục bổ sung quân số, khẩn trương chuẩn bị mọi mặt sẵn sàng để mau chóng thực hiện kế hoạch đánh Củng Sơn. Chỉ huy trận đánh này là các đồng chí Nguyễn Lầu và đồng chí Tư Khiêm. Chỉ huy sở đóng tại Hòn Ngang, Củng Sơn. Đêm 18 dạng ngày 19 tháng 6 năm 61, trận tập kích quận lỵ Củng Sơn bắt đầu. Đúng 1 giờ kém 5 phút, tiểu đội đặc công khu và tiểu đội trinh sát tỉnh bắt đầu cùng đánh chiếm từng mục tiêu trong đồn bảo an, cùng đồng loạt nổ súng, tung lựu đạn, thủ pháo. 10 phút sau, ta nhận được tiếng pháo tín hiệu bắn về từ đơn vị đặc công và trinh sát là đã làm chủ được trận địa. Tại đây, ta đã giết và làm bị thương hơn 20 tên địch, thu 17 súng các loại, có một súng trung liên, một súng ngắn và nhiều đạn, quân trang quân dụng. Trong lúc chiến thắng đang đến gần, đại đội 375 nổ súng tiến công vào khu quận lỵ hành chính, đồn dân vệ và bọn địch ở khu nhà thương. Đại đội Gia Lai và một tổ đặc công tập kích sở chỉ huy, hai đại đội bảo an vừa đi càn về, đóng giã ngoại ở ngã ba Tân An đi suối Thá. Tổ đặc công Đắk Lắk do đồng chí Hảo chỉ huy và tổ đặc công tỉnh do đồng chí Thanh chỉ huy có cơ sở dẫn đường đã luồn sâu vào khu vực sân vận động, đến nơi giam giữ của luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Như một tình huống bất ngờ ngoài dự kiến là luật sư đã được đưa về thị xã Tuy Hòa để gặp vợ con từ Sài Gòn lên thăm trước đó một ngày. Tuy cơ sở của ta có biết tin này nhưng lại không kịp báo cho tổ chức biết. Vậy là việc giải thoát luật sư Nguyễn Hữu Thọ một lần nữa không thành. Sau chiến thắng của ta ở Củng Sơn, địch cũng đã cẩn trọng hơn. Chúng đưa luật sư Nguyễn Hữu Thọ về giam giữ ở thị xã Tuy Hòa. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ chưa được giải cứu, nhưng thắng lợi của cuộc tập kích lực lượng an ninh vũ trang của ta vào chi khu Củng Sơn đã càng tăng thêm sức mạnh cho phong trào đồng khởi của quân dân miền Nam. Báo cáo số 4.835 ngày 21 tháng 6 của Ty Công an Ngụy quyền Phú Yên chua xót thú nhận. Quận lỵ Sơn Hòa bị tấn công, vị trí này bị thất thủ, Việt Cộng gây thiệt hại nặng cho ta về nhân mạng cũng như vũ khí. Tiếp đó, báo cáo của tỉnh trưởng Ngụy quyền Phú Yên gửi Bộ trưởng Nội vụ Sài Gòn ngày 12 tháng 7 năm 61 cũng thú nhận.
Việt Cộng liên tục tấn công ta nhiều nơi trong tỉnh và số thanh niên chạy theo Việt Cộng ngày càng nhiều. Về phía ta, sau hai lần giải thoát luật sư Nguyễn Hữu Thọ không thành, chấp hành nghiêm chỉ thị của khu ủy và quân khu 5 bằng mọi cách phải giải thoát được luật sư Nguyễn Hữu Thọ và đưa luật sư ra căn cứ an toàn, đồng chí Trần Xuyền, bí thư tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Lầu, trưởng ban quân sự tỉnh đã nhận nhiệm vụ khẩn trương tổ chức giải thoát luật sư lần thứ 3. Nhiệm vụ vào thị xã Tuy Hòa, bắt liên lạc và truyền đạt kế hoạch ám tín hiệu đón luật sư ra khỏi nơi địch giam giữ, lên căn cứ, được hai cơ sở là Lưu Trọng Điều và Nguyễn Đùng hoặc Ba Suối, dũng cảm, khéo léo hoàn thành mục tiêu. Vào tháng 6 năm 61, một tổ chức đặc công trinh sát, bốn đồng chí bao gồm Trần Nữ, Phan Văn Trường cùng hai đồng chí được giao nhiệm vụ về phối hợp với đội công tác thị xã do đồng chí Nguyễn Đảnh phụ trách, bố trí trụ lại vùng Phước Hậu, Liên Trì, Ninh Tịnh để nắm tình hình địch, chuẩn bị địa bàn, đưa luật sư ra căn cứ cách mạng. Lực lượng ta đã nhận được sự che chở, quan tâm, giúp đỡ suốt 4 tháng trời đến từ các cơ sở cách mạng trung kiên như là bà Trần Thị Mực, Nguyễn Thị Từng, Đàm Thị Lý. Họ đã thiết lập đường dây liên lạc vào thị xã để liên lạc với luật sư. Các thanh niên cốt cán là cơ sở cách mạng ở vùng ven núi Chóp Chài, gần Nghĩa Trang Hoa Kiều và Mả Bà Dũ Ký như Trần Đặng, Phan Văn Diệt, Nguyễn Đình Nghệ được cách mạng bố trí bảo vệ hành lang và chỉ đường đưa luật sư vào đúng điểm hẹn để có lực lượng ta chờ sẵn. Ngày 29 tháng 10 năm 61, lực lượng ta bố trí các cơ sở cách mạng hợp pháp là những thanh niên trung kiên, canh gác hành lang từ cây số 2 đến cây số 5 trên quốc lộ số 1. Theo kế hoạch, cứ chiều thì luật sư đạp xe vòng quanh thị xã, giả vờ như tập thể dục. Lúc đầu, bọn địch vẫn để mắt theo dõi, nhưng hàng tháng trời không thấy dấu hiệu gì khác thì địch bắt đầu lơ là, nên hàng ngày chỉ để hai tên canh chừng luật sư. Vào 17 giờ ngày 29 tháng 10, luật sư Nguyễn Hữu Thọ đi xe đạp đến nơi hẹn gần Mả Bà Dũ Ký ở chân núi Chóp Chài. Đúng ám hiệu đã thống nhất, các đồng chí đặc công trinh sát đã đón luật sư đưa nhanh vào bìa núi. Bộ đội ta giúp luật sư thay quần áo, rồi đưa luật sư đi theo hành lang đã canh gác an toàn dọc chân núi Chóp Chài. Tại đây đã có các đồng chí Phan Công Thanh, Đỗ Tiến Vạn đưa luật sư đi theo hành lang đã canh gác an toàn dọc chân núi, xuyên qua đầu xóm Bầu Cả của Phú Vang, lội dọc đồng Màng Màng lên Phú Điền, nơi có lực lượng của ta do đồng chí Nguyễn Lầu tức Mười Dũng trực tiếp chỉ huy, sẵn sàng đánh địch và bảo vệ luật sư Nguyễn Hữu Thọ về căn cứ tỉnh ủy an toàn. Chiếc xe đạp của luật sư đã được cơ sở cách mạng hợp pháp chôn giấu để xóa dấu vết, đánh lạc hướng truy tìm của địch. Để bảo vệ luật sư không bị địch tung lực lượng truy tìm, tỉnh đã cẩn thận điều đội trung đội trinh sát, đại đội 220 và một trung đội vũ trang Tuy Hòa bố trí sẵn sàng đánh địch ở khu vực Phú Điểm, Phú Cốc, Dinh Ông. Sau khi giải thoát cho luật sư Nguyễn Hữu Thọ thành công, một tháng sau, Đài Phát thanh Giải phóng thông báo ông nhận trọng trách Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Tin này đã làm cho nhân dân, các tầng lớp trí thức, nhân sĩ rất phấn khởi, có thêm niềm tin vào đường lối cương lĩnh của Mặt trận Dân tộc Giải phóng. Ba lần giải thoát luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã trở thành những kỷ niệm lịch sử, những dấu son đáng nhớ trong bản anh hùng ca chống Mỹ của quân dân Phú Yên. Kế hoạch giải thoát cho luật sư đã được tỉnh ủy Phú Yên đặt mật danh là kế hoạch trị nghĩa. Nghĩa là vì nghĩa cả phải giải thoát bằng được luật sư theo yêu cầu của Đảng và Bác Hồ. Và cũng từ đây, luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã chọn cho mình bí danh là Nghĩa để ghi nhớ một kỷ niệm sắt son trong cuộc đời hoạt động cách mạng. Quá trình giải thoát cho luật sư đã trở thành một chiến công huyền thoại của quân dân Phú Yên. Những cống hiến và hy sinh vì nghĩa lớn. Sau khi hòa bình lập lại, đất nước hoàn toàn thống nhất, luật sư Nguyễn Hữu Thọ được bầu vào Quốc hội giữ chức Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Năm 1980, ông được giao quyền Chủ tịch nước. Tại Quốc hội khóa 7, ông được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Sau đó, ông giữ chức vụ Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông đã dành cả cuộc đời để nuôi dưỡng hoài bão đấu tranh cho hòa bình, độc lập, thực hiện quyền dân chủ, công bằng xã hội để người dân được hưởng quyền lợi của mình từ thành quả cách mạng. Bên cạnh tình yêu dành cho cách mạng, ông còn có tình yêu với một gia đình nhỏ của riêng mình. Trong suốt cuộc đời hoạt động, như bao nhà cách mạng yêu nước khác, ông phải chia xa gia đình nơi có người vợ bị bệnh tâm thần và những đứa con. Ông Nguyễn Hữu Châu, người con trai của luật sư đã có lần kể rằng ba bị đẩy đi một nơi nào đó thật xa, nghe nói tận ngoài biên giới. Sau này lớn lên, nhìn vào bản đồ, tôi mới biết đó là Mường Tè.
Suốt 2 năm trời, mẹ và tôi không gặp ba vì đường xá xa xôi cách trở. Vắng ba, gia đình tôi gặp biết bao khó khăn. Bệnh của má ngày càng trở nặng vì má quá buồn và quá lo cho ba. Khi ba bị đưa về quản thúc ở Sơn Tây, má còn bệnh. Ba dẫn tôi cùng chị Trân, bé Thủy ra thăm ba. Bé Thủy năm ấy mới lên ba. Bé sinh ra chỉ được mấy tháng thì ba bị bắt, nên bé không nhớ mặt ba. Gặp bé, ba mừng lắm, đưa tay ra bế nhưng bé không chịu. Ba ôm bé vào lòng dỗ dành nhưng bé vẫn khóc thét lên. Ba phải trả bé lại cho bà. Mặt buồn rười rượi. Năm ấy tôi mới 9 tuổi, còn ngây thơ quá, chưa hiểu vì sao ba buồn. Song trí nhớ non nớt của tôi còn in đậm nét mặt của ba hôm đó. Ngày miền Nam được giải phóng, ông đã tìm về căn nhà xưa trong một con hẻm ở Sài Gòn. Khi ấy người vợ vẫn còn ở đấy, chỉ khác là già nua và bệnh trọng vẫn thế. Ông Châu kể, vào cuối đời, ba vẫn sống giản dị, thanh đạm trong căn nhà do nhà nước cấp, không có tài sản riêng tư nào đáng giá. Chỉ có điều bà ân hận do hoàn cảnh không lo cho má được nhiều hơn. Quý vị thân mến, lịch sử của dân tộc và hàng triệu thế hệ Việt Nam sẽ mãi ghi nhớ và biết ơn người trí thức chân chính Nguyễn Hữu Thọ. Ông đã sống tận trung, tận hiếu với nhân dân, một lòng vì non sông đất Việt, vì khao khát độc lập tự do. Người Bản Giáng, Lai Châu xúc động đón ông trở về nơi từng đùm bọc ông trong những năm tháng bị lưu đày. Người Tuy Hòa, Phú Yên mãi mãi nhớ về Nguyễn Hữu Thọ, một nhà cách mạng kiên cường, thủy chung, son sắt.